Đồ Vô Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày mùng 4 tháng 12 2018. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu hai cặp bàn thờ bằng gỗ mun Lào. Khách hàng là anh Đức ở Hà Nội đặt. Thì như vậy là cặp thứ nhất là cặp lớn đây. Cặp lớn này kích thước là dài 1m75, sâu 81, cao 1m27. Và cái bàn ở bên dưới này là 81, sâu 61 và cao 81. Tất cả gỗ mun hiện nay vẫn đang làm xong phần mộc và để hoàn toàn để trần. Sau đó chúng tôi đánh giáp xong và cũng sẽ để trần mộc như này để giao cho khách hàng. Nguyên vân gỗ luôn. Và cái hai cặp này chúng tôi có một cái cam kết là thứ nhất là 100% bằng gỗ mun Lào. Thứ hai là tất cả vân đây là hoàn toàn là nguyên bản của thiên nhiên, tuyệt đối không vẽ vân một tí nào. Cái cặp thứ hai này là dài 1m53, sâu 61 và cao 1m27. Còn cái bàn bên dưới là 81 với sâu 61 và cao 61. Bây giờ đi vào phần chi tiết của cái chiếc 1m53. Có thể nói gỗ mun thì vân của nó là vô cùng là đặc sắc. Và những cái chỉ tiếc là cái giá thành của nó là nó cao, cho nên nó khó để đi vào đại chúng được. Tôi nhớ là khi tôi làm cho một số các bác ở Sipucha, rồi thì năm trước là làm một chiếc, làm một cặp cho bác sĩ Tống Hải ở Tân Triều, xã Tân Triều. Nói chung là những cái này chúng tôi làm cho ai là tôi nhớ mang máng hết cả. Bởi vì cái số lượng người mà đặt cái hàng gỗ mun này nó rất là ít, vì giá thành nó cao quá. Cảm ơn quý vị quan tâm và xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo cái số điện thoại 0984666999. Đồ Gỗ Đức Hiền cảm ơn quý vị. Vâng. Em còn ạ. Cột 12 6 thứ là 50 triệu ạ. 7 thứ